Kính thưa quý vị, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương mới đây, tất cả các câu hỏi xung quanh vấn đề về tăng giá điện, các bộ ngành đều từ chối trả lời. Ngay sau khi áp dụng tăng giá điện thêm 5% từ 1 tháng 8 trên phạm vi cả nước, mặc dù các lãnh đạo cao cấp của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ trưởng Công Thương đã giải đáp nguyên nhân rằng việc tăng giá là không tránh khỏi và lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu do chi phí đầu vào của ngành điện tăng mạnh từ cuối năm 2012. Đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng đưa ra lý do cụ thể. Việc điều chỉnh giá bán điện lần này là để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do việc tăng giá than và giá khí, đặc biệt là giá than hồi tháng 4 năm 2013 tăng 37-41% tùy loại. Thế nhưng đối với hàng loạt câu hỏi được dư luận đặt ra như tính minh bạch của cơ cấu giá điện, sự gấp gáp của quyết định tăng giá hay tác động cụ thể đến sản xuất và tiêu dùng, hầu hết những giải thích nêu trên vẫn chưa mang lại câu trả lời thỏa đáng. Bộ Công Thương tại cuộc họp thường kỳ cũng từ chối trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến giá điện.